xã hội này, làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận ăn đầu quẩy nha, ăn cứt thì đâu đó dễ. Chỉ có làm thì mới có ăn đầu quẩy nha, ăn cứt thì đâu đó dễ. Liều thì ăn đầu quẩy nha, ăn cứt thì đâu đó dễ. Sau này chịu khó cần cù thì ăn đầu quẩy nha, ăn cứt thì đâu đó dễ. Sau này sau này làm ăn được kiếm được tiền phải chấp nhận ăn đầu quẩy nha, ăn cứt thì đâu đó dễ.